Xin chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã số 1027. Phần này chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về các cái phép gán và một số toán tử mà các bạn sử dụng thường xuyên trong ngôn ngữ này. Thì nói về phép gán, chúng ta có một cái vấn đề là rất thường xuyên chúng ta có nhu cầu gán một cái giá trị kết suất của một biểu thức tính toán nào đó cho một cái biến mà cái kiểu của nó không có hề khớp với nhau. Như vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là liệu rằng chúng ta có thể gán được những cái kiểu dữ liệu khác nhau cho những cái biến khác nhau hay không? Câu trả lời của các bạn trong trường hợp này là có. Điều thứ hai mà chúng ta quan tâm ở đây đó là cái kiểu mặc định của cái hằng số mà chúng ta viết ra trong quá trình chúng ta code đó, thì sẽ được hiểu như thế nào? Đây là hai vấn đề mà các bạn cần lưu ý cho kỹ trong quá trình lập trình. Thì bởi vì C cộng cộng là một ngôn ngữ biên dịch, do đó các bạn phải hiểu rõ là bất kỳ thứ gì trong quá trình dịch thì đều phải rõ ràng, không có mập mờ, tức là kiểu của biến cũng phải được xác định ngay từ lúc dịch và cái giá trị của hằng số cũng như vậy. Như vậy thì có một số cái quy định về những cái hằng số mà các bạn viết ra trong ngôn ngữ thì các bạn chú ý ha. Mặc nhiên khi các bạn viết một con số nào đó trong ngôn ngữ này thì cái số mà bạn viết ra sẽ được hiểu là một con số hệ 10. Như vậy đây là cái kiểu mặc định, cái kiểu số mặc định mà chúng ta sẽ sử dụng trong ngôn ngữ. Tuy nhiên thỉnh thoảng có một số tình huống mà các bạn muốn sử dụng một cái con số trong cơ số khác với hệ số 10. Ví dụ thỉnh thoảng các bạn lập trình mà các bạn xài cờ nhiều, hoặc là các bạn biến đổi khá nhiều, thì các bạn sẽ thấy là đôi khi chúng ta cần những cái hệ khác. Thì các bạn có thể chuyển một cái con số từ cái hệ 10 sang hệ octave hoặc là hệ thập lục phân. Thì hệ thập lục phân là hexa mà các bạn hay nghe, hoặc là octave thì thực ra người ta xài không có phổ biến lắm, nhưng mà cũng có lúc các bạn cần xài. Thì hệ bát phân octave là hệ mà trong đó các con số của bạn chạy từ 0 tới 7 thôi, được chưa? Tức là 8 giá trị. Và như vậy các bạn sẽ thấy nó được biểu diễn bằng 3 bit. Và để viết một con số trong hệ octave thì các bạn sẽ bắt đầu bằng chữ số 0. Đây, chú ý cho kỹ ha. Bất kỳ số octave nào cũng phải bắt đầu bằng chữ số 0. Như vậy khi bạn viết 0 đầu tiên thì trình biên dịch sẽ hiểu đây là số octave. Nếu như bạn muốn biểu diễn một số hexadecimal thì bạn phải bắt đầu nó bằng một con số và một cái chữ, hay nói cách khác, cái ký hiệu mà các bạn cần dùng để khẳng định đây là một số trong hệ hexa đó chính là 0 và x, được chưa? Thì tôi sẽ chuyển đổi cho các bạn xem một cái con số bất kỳ, giả sử như tôi viết là 0, 1, 2, 3 chẳng hạn. Như vậy thì nếu như đây là 0, 1, 2, 3 thì số này là một số octave phải được hiểu trong hệ thập phân như thế nào? Thì các bạn sẽ có 3 cộng 2 nhân 8 cộng cho 1 nhân cho 64, tức là 8 bình phương. Được chưa nào? Các bạn sẽ dễ dàng tính được cái kết quả của con số này. 16 với 64 là 80, đúng không? Như vậy số này là 83 trong hệ decimal. Được chưa? Rồi, nếu như các bạn sử dụng một cái biến trong hệ thập lục phân, ví dụ như tôi viết một cái con số là 0xf, viết f thì hơi lớn quá, chúng ta dùng một số nhỏ hơn đi, 01ab chẳng hạn. Như vậy con số này trong hệ thập lục phân, nếu như các bạn chuyển qua học hệ thập phân thì các bạn sẽ có thập lục phân thì chạy từ 0 cho tới 9 và 10 là A. Như vậy chúng ta sẽ có A, B, C, D, E, F là 6 giá trị đi theo sau, là tương ứng với từ 10 tới 15. Như vậy các bạn sẽ có B ở đây là giá trị bao nhiêu nè, 11 cộng A là 10 nhân cho 16 cộng cho 16 bình phương. Thì con số này hơi lớn, các bạn ngồi các bạn tính lại ha. Đó là một số trong hệ hexa.
Vậy thì đó là đối với số nguyên ha. Số nguyên thì các bạn có thể biểu diễn ở nhiều cái hệ cơ số khác nhau. Như vậy thì đối với số thực thì như thế nào? Các bạn sẽ thấy ở đây số thực các bạn có ví dụ như con số các bạn viết là 3.1415. Như vậy con số này nè, mặc định được hiểu là số double. Được chưa? Như vậy nếu như các bạn muốn viết một con số mà trong hệ số thực mà ở dạng kiểu float đó, thì các bạn phải viết 3.1415 và các bạn thêm chữ F ở cuối, thì lúc này con số này type của nó là float. Chưa nào? Đây là một số cái mà các bạn cần lưu ý cũng như là quá trình code của các bạn sẽ chỉ cho các bạn thấy tại sao nó quan trọng. Được chưa? Rồi. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là bởi vì cái kiểu nó khác nhau trong quá trình chúng ta gán cho nên chúng ta sẽ cần một cái toán tử gọi là toán tử gán. Thì cái toán tử gán này nè, trong ngôn ngữ này được quy định sử dụng theo cái cú pháp mà các bạn thấy ở đây. Chúng ta sẽ có một cái dấu mở ngoặc và một dấu đóng ngoặc, và bên trong là cái kiểu mà các bạn muốn gán nó, và theo sau đó là giá trị của một cái biểu thức. Như vậy chúng ta sẽ cố gắng ép cái biểu thức này nè về cái kiểu mà chúng ta muốn ép về ha. Đây gọi là phép ép kiểu, gas operator. Ép kiểu thì ép kiểu là một cái cách gọi là tường minh để các bạn chuyển đổi các cái con số. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn thấy là các bạn có thể dễ dàng viết như sau. Các bạn có thể viết là integer a bằng 3.9583. Câu lệnh này của các bạn không hề sai. Tuy nhiên, câu lệnh này sẽ dẫn đến là gì? Trình biên dịch sẽ làm một cái động tác là ép kiểu ngầm định. Thì nó sẽ tự động ép kiểu của cái con số 3.1953 này sang kiểu integer. Nó sẽ cast cái con số này về kiểu integer trước, tức là nó chuyển về 3 và nó mới gán cái 3 đó vô A. Được chưa? Đó là cái ép kiểu ngầm định. Nên là đôi khi các bạn sẽ thấy là nếu như các bạn muốn control cái chuyện mà ép kiểu này thì đôi khi các bạn muốn làm cái chuyện đó luôn, thì các bạn dùng phép ép kiểu như các bạn thấy trong cái dòng lệnh bên này, đó là tôi sẽ ép kiểu con số này về integer một cách tường minh. Và lưu ý là trong cái việc ép kiểu một số thực về số nguyên á, thì không có chuyện là các bạn làm tròn, được chưa nè, nó sẽ bỏ cái phần số lẻ phía sau dấu chấm thập phân nhé. Rồi tương tự với cái câu lệnh ở phía dưới, các bạn sẽ thấy là A là một số nguyên cho nên cái chỗ này tôi sẽ ép kiểu một cách tường minh, tôi ép A về một số thực trước và tôi cộng với một cái con số là số thực luôn. Được chưa? Cái này cũng khá đơn giản. Cái dòng lệnh phía dưới thì các bạn thấy là while là một biến kiểu double cho nên là chỗ này tôi lấy x tôi ép kiểu về double và tôi lấy a tôi cũng ép kiểu về double trước khi tôi làm cái phép nhân. Như vậy nếu như các bạn viết một cái câu lệnh thông thường là double y bằng x nhân a thì cũng không có vấn đề gì cả, tại vì lúc này cái việc chuyển kiểu ngầm định sẽ được thực hiện, được không nào? Như vậy nếu như bạn viết x nhân a thì chuyện gì xảy ra? Bởi vì x là float, a là integer, cho nên là cái thao tác số 1 là a phải được chuyển sang là float luôn. Và bạn sẽ có lúc này x nhân với lại float, các bạn sẽ ra được một số double. Được chưa nào? Đó là cái trình tự của cái tính toán. Được chưa? Các bạn hãy cẩn thận trong cái việc sử dụng phép gán nha. Rồi. Như vậy thì giống như tôi nói, có những cái thao tác chuyển đổi kiểu ngầm định mà trình biên dịch sẽ làm cho các bạn nếu như các bạn không làm. Như vậy thì thế nào gọi là chuyển kiểu ngầm định? Như những cái câu lệnh trên này, chỗ nào là chuyển kiểu ngầm định nè? Chỗ này các bạn sẽ thấy là khai báo các biến ở phía trên đều bình thường.
Bây giờ chúng ta có một cái câu lệnh, chúng ta gán một số nguyên cho một cái biến là số thực. Như vậy chỗ này sẽ có một cái phép chuyển đổi kiểu ngầm định từ integer sang float ở chỗ này. Được chưa? Câu lệnh thứ hai này chúng ta có là ép gán một cái biến kiểu character vào một biến số thực. Như vậy cũng sẽ có một phép chuyển đổi kiểu ngầm định từ character sang số thực. Chỗ này các bạn ghi là answer đây là kiểu gì đây? Kiểu float. Như vậy answer bằng float number chia 4. Như vậy chỗ này chuyện gì sẽ xảy ra? Chỗ này thì 4 sẽ được chuyển sang số thực trước và float number chia 4 sẽ là một phép chia số thực. Và kết quả đó sẽ được ép kiểu về cái answer là float. Thì kết quả của phép chia đó là double. Ha. Tuy nhiên nếu như các bạn lấy cái answer đó các bạn gán ngược lại cho một biến character thì điều này hãy cẩn thận ha, tại vì cái tầm của cái số thực á nó khác với cái tầm của cái biến ký tự. Cho nên đôi khi các bạn sẽ gặp cái vấn đề về tràn giá trị. Rồi, ngoài ra thì chúng ta cũng có thể gán một cái số thực vào một số nguyên. Thì chú ý là gì? Là chỗ này thì cái giá trị phần dư của cái số thực đó sẽ bị cắt. Giống như những gì tôi giải thích với các bạn lúc trước. Cho nên. Rồi, tôi muốn chú ý với các bạn ở đây một tí về cái kiểu auto. Nếu như các bạn còn nhớ trong cái bài trước lúc mà chúng ta nói về các cái kiểu dữ liệu thì tôi có nhắc qua về cái auto này. Mặc dù không có khuyến khích các bạn dùng nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn phải dùng bởi vì nó tiện lợi trong quá trình code. Và chú ý là nếu như các bạn lập trình với những cái chuẩn C cộng cộng trước C cộng cộng 11 á thì cái kiểu auto này không tồn tại, nó chỉ bắt đầu từ cái chuẩn này thôi. Như vậy thì nó tốt hay xấu? Cái đó tùy cái khả năng sử dụng của bạn chứ không phải là do nó, được chưa? Nó chỉ là một cái phương tiện tiện lợi để cho các bạn sử dụng thôi. Vậy tôi sẽ cho các bạn thấy cái sự tiện lợi của cái mô hình này. Ha. Thì chúng ta quay trở lại với code một tí. Nếu như các bạn nhìn thấy cái code ở đây thì chúng ta đang có một loạt các cái câu lệnh. Giờ tôi sẽ OK. Chúng ta làm cái việc như sau. X bằng. Các bạn tưởng tượng tôi đang khai báo một biến x nhưng mà lúc này cái giá trị của x là tôi chưa có xác định. Tôi cũng không khai báo kiểu luôn, cái kiểu của nó sẽ được định nghĩa lúc mà tôi viết cái con số. Vậy giả sử như nếu như tôi viết chỗ này là 21 và tôi viết câu lệnh như sau. CLX sign equal, tôi nên viết như thế này thì hợp lý hơn. Sign bằng cái gì đấy, tôi sẽ viết sign of x để cho các bạn xem cái kích thước của cái biến này ha. Và đồng thời tôi cũng muốn cho các bạn một số cái thông tin khác nhưng mà tạm thời chúng ta không cần nên tôi sẽ dừng ở đây ha. Rồi thì cái các bạn thấy sẽ là gì? Ok, số của chúng ta là 21 và kích thước của nó là 4. Tại sao vậy? Bởi vì con số này là số integer. Cho nên khi các bạn viết cái câu lệnh x bằng 21, kiểu mặc định của 21 là integer, nên x sẽ được khởi trị bằng 21 và kiểu của nó là integer luôn. Như vậy nếu như mà tôi bỏ cái này đi thì trình biên dịch sẽ báo lỗi. Bạn không thể nào bạn khai báo một biến auto mà bạn không gán giá trị cho nó được. Bởi vì lúc này trình biên dịch sẽ rất là bối rối, nó không biết là bạn muốn kiểu của x là như thế nào. Bạn không làm chuyện đó được. Khác với Python, nếu như bạn khai báo một biến trong Python thì bạn chả cần khai báo kiểu gì cả, bởi vì bản thân Python là trình thông dịch cho nên nó có thể thay đổi kiểu của biến bất kỳ. Nhưng mà nó khác với C cộng cộng. Các bạn phải lưu ý gì nữa ha. Như vậy trong trường hợp này nếu như tôi khai báo x là 21.12f thì khi tôi viết như thế này
cái giá trị của x là gì? Là một số thực, được chưa nào? Và bởi vì nó là một số thực cho nên là các bạn sẽ thấy là cái kiểu của nó bây giờ là kiểu gì? Kiểu float. Cái số bên tay phải của các bạn là kiểu float, cho nên x lúc này sẽ là kiểu float 4 bài. Chưa? Và nếu như tôi thay đổi cái này một tí, tôi bỏ cái f này đi, thì cái số bên tay phải của các bạn là kiểu double. Và kích thước của nó là 8. Các bạn sẽ thấy là cái kiểu mặc định của cái con số rất là quan trọng. Bởi vậy tôi nói tôi không khuyến khích các bạn sử dụng auto nếu như các bạn không thực sự có cái kiến thức vững về cái cách định nghĩa và cái cách viết code. Được chưa nào? Cái kiểu ở đây rất là quan trọng. Nó không được xác định tường minh nhưng mà lúc biên dịch nó sẽ suy luận ra, hay còn gọi là inference. Trình biên dịch sẽ sử dụng một cái bộ inference để suy diễn cái kiểu của cái biến lúc mà biên dịch. Các bạn lưu ý ha. Rồi. Trình thông dịch cũng vậy thôi. Nhưng mà trình thông dịch thì nó không làm cái quá trình biên dịch cho nên các bạn không thấy tầm quan trọng của nó. Được không nào? Rồi, đó là cái chú ý của các bạn về cái kiểu auto này. Được không? Rồi các bạn sẽ thấy là trong cái ngôn ngữ này nó cung cấp cho các bạn một loạt những cái toán tử khác hơi đặc biệt hơn một tí, nhưng mà nó là một cái cách ngắn gọn hơn để các bạn viết code. Ví dụ như là viết là A bằng A cộng B thì các bạn có thể viết đơn giản là A cộng bằng B. Thì những cái toán tử mà chúng ta thấy ở đây, cộng bằng, trừ bằng, nhân bằng, chia bằng, modulo bằng, cái này gọi là compound assignment, tức là phép gán kết hợp. Được chưa nào? Rồi. Thì các bạn tới đây các bạn sẽ thấy là trong quá trình code á, những cái phép gán các bạn có thể linh động. Đôi khi các bạn muốn tăng, giảm giá trị, tính toán gì đó và gán ngược trở lại cái biến gốc ban đầu thì các bạn xài cái compound assignment này rất là tiện lợi. Rồi. Hai cái toán tử đặc biệt mà chúng ta sẽ nói tới ở đây là hai toán tử prefix và postfix. Thì thế nào gọi là prefix? Toán tử prefix là toán tử mà nó nằm ở ngay phía trước cái toán hạn. Ví dụ như trong trường hợp này thì người gọi là prefix. Và nếu như cái toán tử đó nằm ngay phía sau toán hạn thì nó gọi là postfix. Và lưu ý những toán tử này tất cả đều là toán hạn một ngôi. Hả? Tức là chỉ có nhận vào một toán hạn thôi. Như vậy thì tại sao những cái toán tử này tồn tại? Nó cũng là một cái công cụ để tạo ra cái sự tiện lợi trong quá trình lập trình. Được không nào? Tôi sẽ cho các bạn coi cái code để các bạn hình dung qua cái prefix và postfix này. Được không nào? Rồi, chúng ta quay trở lại đây một tí. Có một điều mà tôi muốn nhắc các bạn là khi các bạn xài cái fix này nè, thì từ cái lúc mà các bạn set nó về cái kiểu dấu chấm động cố định á, thì những cái output phía sau của các bạn nó sẽ tuân theo cái luật mà các bạn set ở trên này. Như vậy nếu như các bạn muốn reset nó lại á, thì các bạn tốt nhất là các bạn nên gọi cái hàm setf như chúng ta đã thảo luận trước đó, và cái default ban đầu là không, và các bạn nên xài cái io as base f and float field. Ok. Rồi. Thì như vậy nếu như tôi reset cái này thì cái con số in ra nó sẽ là theo kiểu mặc định ha, chứ không có format gì phức tạp hết. Các bạn chú ý chuyện đó ha. Rồi. Bây giờ tôi sẽ bỏ cái lệnh này đi, tôi không cần nữa, tôi sẽ bỏ bớt đi một tí để cho các bạn dễ hình dung vấn đề. Nãy chúng ta đang nói đến cái vấn đề sử dụng cái toán tử cộng trừ đúng không? Như vậy ở đây tôi sẽ khai báo một biến i, j. Và lúc này tôi sẽ khởi động cho i bằng ok, lấy 9 đi ha. Rồi, j thì để đó. Như vậy lúc này tôi sẽ cho các bạn xem một số thứ mà các bạn nên chú ý. Thứ nhất, tôi muốn in ra i trước. Tôi muốn in ra i cộng cộng, và tôi muốn in ra i, rồi tôi muốn in ra cộng cộng i.
Rồi. Như vậy thì các bạn kỳ vọng chuyện gì sẽ xảy ra? À, chỗ này tôi sẽ là tôi sẽ copy cái đoạn này thêm một tí để cho các bạn dễ hình dung ha. Hy vọng là các bạn hiểu những cái câu lệnh mà chúng ta đang làm. Rồi, bây giờ tôi sẽ chạy thử cho các bạn coi cái output để tôi giải thích cho các bạn từ từ ha. Rồi. Thì đầu tiên các bạn thấy là tôi in ra cái giá trị của i. Được chưa? Là 9. Là con số đầu tiên. Sau đó tôi lại in ra giá trị của i cộng cộng. Như vậy, cái việc mà tôi viết i cộng cộng này khi mà nó thực thi á thì nó sẽ trả về giá trị của i ngay tại thời điểm đó, tức là 9 luôn. Nhưng mà sau khi đánh giá cái i cộng cộng đó thì i sẽ tăng lên một đơn vị. Được không nào? Và nếu như tôi in ra i ngay sau đó thì bạn sẽ thấy nó là 10. Và lúc này nếu như tôi in ra cộng cộng i thì cái giá trị mà nó trả về của cái câu lệnh này sẽ là i tại thời điểm đó cộng thêm 1. Và sau đó i mới tăng lên 1. Được không nào? Như vậy cuối cùng thì đằng nào i cũng sẽ là 1 thôi, nhưng mà cái giá trị trả về ở đây sẽ là 11, tức là cái mà các bạn thấy ở trên dòng lệnh. Được không nào? Như vậy đó là cái ý nghĩa của cái toán tử này. Như vậy khi các bạn viết cộng cộng a, được không? Thí dụ như x bằng cộng cộng a thì câu lệnh này sẽ tương đương với chuỗi câu lệnh nào? Câu lệnh này sẽ tương đương với chuỗi câu lệnh là x bằng a cộng 1, sau đó a bằng a cộng 1. Được chưa? Nếu như các bạn viết x bằng a cộng cộng thì nó sẽ tương đương với chuỗi câu lệnh là x bằng a và sau đó a bằng a cộng 1. Như vậy các bạn hãy làm ơn nhớ giùm cho tôi là gì? Kết cục của việc bạn xài cái toán tử cộng cộng đó, dù là prefix hay postfix, thì hậu quả sau đó vẫn là cái biến của bạn sẽ tăng lên 1. Nhưng mà cái giá trị trả về của cái biểu thức đó sẽ là gì? Là a cộng 1. Được không? Trong trường hợp bạn xài prefix. Và nếu như bạn xài postfix thì cái giá trị trả về tại thời điểm đó là a thôi.